Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Chúng ta cùng ôn bài cũ nhé. Các em trả lời hai câu hỏi sau. Và đáp án. Các em chú ý trường hợp tạo muối bicarbonate hay còn gọi là muối carbonate acid. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài 29. Carbonate acid và muối carbonate. Các em ghi nhận. Trong bốn câu này các em sẽ chọn câu nào? Câu C, đó là một axit yếu không bền. Tại sao chọn? Các em quan sát hình. Khi CO2 dẫn vào nước, cho giấy quỳ tím vào ống nghiệm chứa nước, thì giấy quỳ chỉ hóa đỏ nhạt và các bọt khí này vẫn tiếp tục nổi lên. Như vậy khi nó tác dụng với nước, nó sẽ bị phân hủy ngược trở ra lại CO2 nhé. Phản ứng hai chiều. H2CO3 rất dễ bị phân hủy ra CO2 với nước và nó sẽ tác dụng ngược trở lại H2CO3. Các em ghi nhận kiến thức. Vậy nếu H2CO3 được hình thành trong các phản hóa học thì chúng ta sẽ tách nó thành CO2 và H2O. Các em thử lấy giấy ra viết một số công thức hóa học của muối carbonate mà em đã học. Để dễ dàng nghiên cứu muối carbonate thì người ta sẽ tiến hành phân loại chúng. Và người ta dựa vào thành phần gốc acid. Nếu nó không còn nguyên tố H, hay nói cách khác, các nguyên tử hydrogen trong gốc acid đã bị thay thế hết bởi kim loại, thì muối đó là muối carbonate trung hòa. Còn nếu các nguyên tử hydrogen chưa bị thay thế hết bởi kim loại, chúng ta sẽ có muối bicarbonate hay là carbonate acid. Các em ghi lại khung này. Khi nghiên cứu về muối, tìm hiểu tính chất hóa học của chúng thì đầu tiên chúng ta phải biết tính tan. Nhìn như bảng tính tan. Em thấy đại đa số các muối CO3 tan hay không tan? Đúng rồi, hầu hết đều không tan. Trừ muối CO3 của K và Na. Ngược lại, hầu hết các muối bicarbonate là muối có thành phần hydrogen trong gốc acid thì lại tan trong nước. Các em ghi nhận phần này. Muối có 5 tính chất hóa học. Chúng ta sẽ tiến hành 3 thí nghiệm. Muối carbonate tác dụng với acid, với base và với ion dịch muối. Kết quả, khi cho tác dụng với acid thì xuất hiện bọt khí ở cả hai ống nghiệm, cho dù muối đó là có H hoặc không có H. Khi tác dụng với ion dịch base thì K2CO3 tạo kết tủa với CaOH 2 lần nhưng không tạo kết tủa với NaOH, tại vì nó không thỏa được điều kiện phản ứng đâu. Và tác dụng với ion dịch muối thì Na2CO3 tạo kết tủa trắng với CaCl2, nhưng lại không có hiện tượng gì khi tác dụng với KCl, bởi vì nó không có phản ứng với KCl. Vậy chúng ta rút ra kết luận gì về tính chất hóa học của muối carbonate?
Carbonate có thể tác dụng với dung dịch axit. Axit này mạnh hơn carbonic acid để tạo muối mới, nước và khí CO2. Và chúng ta dùng cái phản ứng này để nhận biết muối carbonate nào. Hóa chất nhận biết là các axit cho vào sẽ thấy sủi bọt khí CO2. Khí này không có màu, không có mùi nhé. Thì muối đó là muối carbonate. Tính chất thứ hai là có thể tác dụng như dịch base để tạo muối mới, base mới. Chất tiếp theo là tác dụng với một số dung dịch muối để tạo ra hai muối mới. Dĩ nhiên là phải thỏa điều kiện, sản phẩm phải có chất không tan. Ví dụ, các em lưu ý, với cái muối bicarbonate khi tác dụng với dung dịch kiềm, nó sẽ tạo muối trung hòa với nước. Muối bicarbonate nó vẫn còn H trong phân tử. Khi vào với dung dịch kiềm thì cái H này sẽ bị kim loại đó thế luôn để tạo muối trung hòa. Các em đã biết một phản ứng diệt phân muối carbonate rồi đó. Đó là phản ứng diệt phân đá vôi CaCO3. Tương tự thì nhiều cái muối carbonate khác cũng bị nhiệt phân hủy. Ví dụ MgCO3 nhiệt phân cũng tạo CO2. Vậy có nhận xét gì về phản ứng nhiệt phân muối carbonate? Các muối carbonate này dễ bị nhiệt phân để tạo thành basic oxide và khí CO2. Nhưng chú ý, chúng ta không dùng tính chất này để nhận biết muối carbonate nha. Bởi vì nó không có hiện tượng xảy ra một cách rõ ràng. CaCO3 màu trắng là chất rắn. Nó tạo CaO cũng màu trắng là chất rắn, như vậy không có sự thay đổi về bề ngoài. CO2 sinh ra lại là chất khí, không màu, không mùi, thì làm sao mình thấy? Tương tự như vậy, MgCO3 cũng vậy. Để muốn nhận biết được muối carbonate thì chúng ta dùng phản ứng nào? Lúc nãy mới vừa nói xong, dùng tính chất tác dụng với acid cho dung dịch muối carbonate hoặc muối carbonate rắn. Vô dung dịch acid sẽ thấy xuất hiện khí CO2. Các em quan sát hình. Nung nóng NaHCO3 trong ống nghiệm. Rồi gắn ống dẫn khí. Một đầu ống dẫn khí sinh ra sẽ được cắm chìm vào dung dịch nước vô trong. Sau một thời gian chúng ta sẽ thấy dung dịch nước vô trong này bị vẩn đục. Vậy chứng tỏ điều gì? Có khí CO2 đã sinh ra. Và lúc này quan sát ở đầu ống nghiệm chứa NaHCO3, chúng ta sẽ thấy có các giọt nước bám lại. Đây chính là sản phẩm của quá trình nhiệt phân NaHCO3. Chất rắn còn lại trong đây là Na2CO3. Vậy chúng ta có thể kết luận các muối carbonate dễ bị nhiệt phân hủy, cho dù nó là carbonate trung hòa hay là bicarbonate. Vậy chúng ta tổng kết lại các tính chất hóa học của muối carbonate nha. Lưu ý là nhiệt phân. Đây là phản ứng tạo thạch nhũ trong các hang động. Các em có thể xem thêm phần em có biết trong sách giáo khoa. Muối carbonate có rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập nhanh. Muối được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày là muối nào trong bốn cái này? Đó chính là muối NaHCO3, natri bicarbonate, từ ngày xưa gọi là bicarbonate soda, bây giờ chúng ta có thể đọc là sodium bicarbonate hay sodium hydrogen carbonate. Mời các em luyện tập bài số 2. Phần ứng dụng các em ghi vắn tắt về xem thêm sách giáo khoa giúp thầy.
Thầy hướng dẫn các bạn giải bài tập số 5. Chúc các em ôn tập và làm bài kiểm tra thật tốt nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp ở những tiết học sau.